Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ vỏn vẹn có gần trên một tháng nữa là sẽ chấm dứt 2017, một trong những năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Và hiện nay bây giờ thì tất cả các những sự kiện liên quan đến vấn đề Ủy ban Công tố đặc biệt có những liên hệ điều tra đến Tổng thống Donald Trump và cuộc tranh cử của ông là một trong những sự kiện nổi bật gần đây. Việc trước tiên chúng ta phải nói đến Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn. Theo tất cả các tin tức vừa nhận được cuối tuần vừa qua thì chính ông Michael Flynn và luật sư của họ đã cho biết rằng họ sẽ không còn trao đổi và đưa tất cả các tin tức về cho Ủy ban Cố vấn của Tổng thống Donald Trump và nhóm luật sư của ông. Điều đến bây giờ có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng là Michael Flynn hình như đang từng bước trở lại vấn đề công tác với công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Điều này cũng là một trong những sự kiện đã gây nên nhiều khó khăn trong tương lai nếu thực sự ông Michael Flynn đưa ra những cái lời khai, những cái lời xác nhận và có thể làm tổn hại đến tất cả những gì mà trong quá khứ Tổng thống Donald Trump đã nói ra. Một trong những sự kiện mà người ta cũng có thể nói rằng hiện nay hồ sơ của Panama đã có những cái dính liền với tất cả những nhà đầu tư của công ty Trump có liên hệ đến vấn đề tiền bạc ở công ty gọi là ghi danh ở tại quốc gia Panama để hầu trốn thuế. Cũng là một trong những sự kiện mà hồ sơ 7 trang đang được đưa ra trước công luận và trong tương lai chúng ta sẽ được biết rõ. Nhưng một trong những đầu mối mà có thể nói anh Tuấn đã theo dõi, đó là một trong những người trẻ mà tôi đã có cơ hội gặp được tại Hà Nội, đó là cố vấn truyền thông của Tổng thống Donald Trump, Hope Hicks. Hope Hicks năm nay 29 tuổi, là một trong những người sau 7 năm tốt nghiệp đại học tại Western University ở Chicago, đã trở thành một trong những nhân vật then chốt của gia đình Donald Trump. Và cô là một trong những cái đầu mối có những cái liên hệ chặt chẽ để Robert Mueller có thể khai thác cô ở trong một cái sự kiện gọi là vụ scandal Robert Mueller, thưa anh Tuấn. Nếu như những người trẻ, người ta nhìn cô Hope Hicks, có lẽ rằng ai cũng rất là thần tượng, bởi vì chỉ mất có 7 năm kể từ sau khi mà tốt nghiệp đại học thì cô đã vươn lên từ vị trí một sinh viên cho tới một giám đốc của một tòa bạch ốc. Nhưng không phải vì lý do đó mà chúng ta không trở ngược lại lịch sử để xem thử là trong 7 năm đó cô đã làm gì, thưa quý vị. Hope Hicks là một trong những người phụ nữ trẻ và đã đầu quân cho một công ty luật. Và công ty này trước đó đã có những cái mối liên hệ đối với Ivanka, để rồi sau đó có những cái lòng tin tưởng và cô đầu quân cho công ty Trump Organization lúc bấy giờ. Và cho tới tận giờ này, sau khi vị trí đó là giám đốc truyền thông đã từ nhiệm thì bắt đầu Tổng thống Trump mới đưa người này đi vào trong bộ máy, vụ máy chính trị của bên phía Tòa Bạch Ốc. Nhưng một câu hỏi đặt ra mà bên phía các truyền thông người ta đưa đó, thưa quý vị khán thính giả, đó là các công tố viên đặc biệt người ta bắt đầu chú ý tới cô Hope Hicks này, bởi vì chính cô là một trong những người thân cận với Tổng thống Donald Trump. Mặc dù trước đây truyền thông không loan báo, nhưng cô đã chứng kiến từ lúc mà 7 năm trước, lúc cô mới vào Trump Organization, những cái bước ngoặt trong cái cuộc đời của Trump, những cái quyết định tranh cử của Trump, liệu ai là người đứng đằng sau để đốc thúc Tổng thống Trump ra tranh cử. Thêm một cái chi tiết nữa, thưa quý vị, đó là họ nói rằng mặc dù cô là một giám đốc truyền thông, nhưng người ta chưa bao giờ thấy Hope Hicks tổ chức một cuộc họp báo nào, vẫn chưa bao giờ xuất hiện trên TV, luôn tránh né các phương tiện truyền thông và miễn cưỡng email trả lời với các phóng viên mà chỉ qua email mà thôi. Mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump, với Hope Hicks năm nay 29 tuổi và được ông Tổng thống Trump tín nhiệm đưa lên với chức vụ cao nhất của bên phía Tòa Bạch Ốc, được cho là giữa sự trung thành giữa một nhân viên đã từng gắn bó với Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông Trump đang là một tỷ phú ở ngay tại New York. Nhưng có một điều là Michael Zeldin, một trong những công tố viên liên bang mà đã hiện nay đầu quân cho Robert Mueller, là một trong những gọi là cái tầm ngắm nhìn vào Hope Hicks. Và Hope Hicks đã
có mặt ở trên cái chiếc tàu Air Force One, cũng giống như chiếc tàu không quân, cũng giống như chiếc máy bay của Donald Trump, và có thể nghe được tất cả những cái sự kiện liên quan đến vấn đề trao đổi với ông đại sứ của Nga. Và một trong những sự kiện hot hit trước khi trở thành là giám đốc truyền thông của White House, cô là một trong những nhân viên trợ lý thân cận và dưới cái tầm ngắm của Ivanka để về đầu quân cho Ivanka từ năm 2014. Và là một trong những sự kiện cô đã có những liên hệ và làm việc tại tòa tháp đôi của ở Donald Trump ở tại New York. Và một trong những người gọi là senior của Michael, đó là người con của Donald Trump, cũng đã có những cái buổi trò chuyện với là Hopic. Liệu tất cả những cái sự việc này có phải là ở dưới cái tầm ngắm, tầm nhìn của Michael Zeldin hay là không? Vì đây là một trong những công tố viên đặc biệt hiện nay đang có những cái cuộc điều tra ở tại White House. Đây là một trong những sự kiện mà có thể nói trong tương lai sắp đến sẽ đưa đến những cái vụ đảo lộn, hay là những cái sự kiện làm cho người ta liệu biết rằng những tháng còn lại của Tổng thống Donald Trump có gay go hay là không. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chúng ta chỉ còn có một tháng để cứu vãn một năm mà có thể nói rằng lập pháp đã bị mất trong cái sự điều hành của Đảng Cộng Hòa. Đây là một cái cuộc chiến giành thắng lợi bất tận. Có thể nói chưa bao giờ Đảng Cộng Hòa có một cái nguồn lợi có thể nói dồi dào khi họ nắm được đa số Hạ viện và Thượng viện. Nhưng một trong những tháng ngày vừa qua đã khó khăn đối với Tổng thống Donald Trump, đối với tất cả những thành viên của lập pháp. Và con đường của Tổng thống để giành chiến thắng cho Quốc hội có thể được lát bằng cách thông qua gói cái cải cách thuế. Nhưng liệu như anh Tuấn vừa trình bày hồi nãy, liệu tất cả những thành viên Thượng nghị viện của Hoa Kỳ có chấp thuận đường lối cải cách thuế của Tổng thống Donald Trump hay ra hay không? Mối quan hệ mờ nhạt của Tổng thống Donald Trump với đảng của ông và sự phân chia giữa cánh chế độ dân chủ và những thành lập của Đảng Cộng Hòa sẽ làm phức tạp những cái nỗ lực của các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa nhằm thực hiện độc quyền về quyền lực ở tại Washington DC. Các đảng viên Đảng Dân Chủ có cơ hội để thúc đẩy cái mối đe dọa vừa ngừng hoạt động của chính phủ để thúc đẩy chương trình nghị sự của họ. Sau khi Đảng Cộng Hòa nổi bật bằng cách cám dỗ Tổng thống Donald Trump ký một thỏa thuận để tránh một cái khủng hoảng tài chính trước đó vào tháng 9. Nhưng kính thưa quý vị, lệnh này chỉ có hiệu lực đến tháng 12 và lại đương đầu với một cái sự bất đồng của Đảng Dân Chủ. Thì liệu Tổng thống Donald Trump trong một cái năm mới đây, sẽ trong những cái tháng còn lại của một năm đầu tiên sẽ gặp những cái sự kiện gì khó khăn chưa? Một trong những sự kiện khó khăn cho Tổng thống Donald Trump đó là một người tỷ phú, đó là ông Tom Steyer. Ông đã chi ra ít nhất là 20 triệu đô la cho một cái chiến dịch, gọi là một cái chiến dịch truất phế Donald Trump thôi quý vị. Bởi vì cái chiến dịch này đã quyên góp được ít nhất là 1 triệu chữ ký, và cho tới bây giờ ông đang tiến tới một cái con số thứ hai, đó là 2 triệu chữ ký. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình State of the Union thì đối mặt với những cái câu hỏi từ các phóng viên, câu hỏi đặt ra là liệu ông Tom Steyer có phải là bỏ tiền ra để làm một cái chương trình truất phế Donald Trump nhằm mục đích đó là quảng bá tên tuổi, quảng bá cho cái sự nghiệp chính trị sắp tới của ông tỷ phú này hay không? Thì chính ông Tom Steyer, ông đã nói như thế này. Ông nói, thực sự ra đó, tôi nói cái việc mà truất phế một ông tổng thống là một điều rất là quan trọng và chúng ta phải đồng lòng để coi như là get him out of office thưa quý vị, tức là đưa tổng thống Donald Trump ra khỏi cái chiếc ghế tổng thống này. Bởi vì ông nói rằng tổng thống Trump từ lúc kể đưa đi lên làm tổng thống là một con người rất là nguy hiểm, đưa đất nước Mỹ đến với cái thảm họa vũ khí hạt nhân, đến với cái sự chia rẽ trong cộng đồng nội bộ của người Mỹ. Nhưng mà trong lúc đó tổng thống Donald Trump đã tự hào ông đã vực được nền kinh tế của quốc gia này, bao nhiêu công việc gia tăng, đời sống kinh tế ổn định, giá thị trường chứng khoán tăng lên, và ông ta đã nói rằng trong những lần bước tới mà cứ tiếp tục nghe nói Nga xô, nhưng họ quên rằng có một điều là Hoa Kỳ đã từng bước trở thành một great American, tự nhiên là một cái quốc gia vĩ đại, và điều đó liệu có đủ để cho người ta tin cậy vào những tháng còn lại của Tổng thống Donald Trump sẽ lật được thế cờ hay là không? Một trong những sự kiện mà tất cả các báo chí theo dõi và họ có những cái research như là nghiên cứu cho thấy rằng phần lớn trong những cái bữa tiệc ở Thanksgiving người ta đề cập đến chuyện gì nhất nhiều không? Thường thường thì football, người ta nói đến là trong cái đề tài football là một trong những cái đề tài người ta nói trong Thanksgiving. Nhưng năm nay thì đề tài đó là Donald Trump Ball.
Tuy nhiên là ông Tổng thống Donald Trump được nhiều gia đình nói đến nhiều nhất. Người thì nói ủng hộ Tổng thống Donald Trump, người thì nói chia rẽ, và họ nói rằng Tổng thống Donald Trump đã làm cho quốc gia này chia rẽ. Người thì nói Tổng thống Donald Trump đã có những cái liên hệ với Nga Sô. Người thì nói rằng đến bây giờ vấn đề sách nhiễu tình dục là một trong những lối thoát chính trị để nhằm cho Tổng thống Donald Trump vượt qua được những cái khó khăn bây giờ. Đó là những sự kiện mà được dân chúng Hoa Kỳ nói nhiều nhất. Nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn còn nghĩ đến Tổng thống Donald Trump trong 11 tháng vừa qua. Ông đã đưa cái quốc gia này đến một trong những cái vấn đề gọi là nạn thất nghiệp thấp nhất từ trước đến bây giờ. Chúng ta phải đồng ý, phải công nhận như vậy. Nền kinh tế của Hoa Kỳ được bảo đảm và tất cả những cái chứng khoán ở trong thị trường gọi là chứng khoán cũng được gia tăng. Nhưng điều này có bền vững được hay không? Đó là một cái câu trả lời. Và trong những cái sự đối ngoại, người ta cũng không mấy hài lòng về đường lối đối ngoại của Tổng thống Donald Trump đối với nhân dân, với là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, thưa anh Tuấn. Dạ vâng. Trong vấn đề kinh tế, người chạy đường dài mới biết ngựa hay, thưa quý vị khán thính giả. Nhưng mà trở lại với cái Twitter của Tổng thống Donald Trump để phản ứng lại với lại ông Tom Slater, thì Tổng thống Trump viết như thế này: thực buồn cười và là một kẻ tâm thần, Tom Slater, người đã muốn chống đối lại tôi và chống đối lại với cái chương trình gọi là Make America Great Again. Nếu như mỗi lúc mà chúng ta buồn cứ lên trên mạng Twitter và xem những tweet của ông Tổng thống Trump. Nhưng mà cuối cùng chúng ta phải nghĩ đến một câu, đó là một trong những vị luật sư nổi tiếng đã nói kết luận về một trong những cái thực về vấn đề bình luận trong những tháng vừa qua của Tổng thống Donald Trump. Ông đã nói một câu rất ngắn: nếu bạn đã làm gì điều xấu thì sau đó bạn mới lo lắng. Nghĩa là anh có làm gì bậy thì anh mới sợ. Thế thôi, ông nói là nếu bạn đã làm những điều xấu, sau đó bạn nên lo lắng. Kính thưa quý vị, có nghĩa là có tật giật mình phải không ạ? Không biết có tật hay không, có giật mình hay không. Vâng, kính thưa quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi trở lại quý vị trong giờ lát.